Có năm thứ âm thầm hại chết cả nhà, nếu trót xây nhà mà không biết phải tỉnh táo tránh xa. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Hãy Sống Khác. Mở đầu chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, người xưa có câu an cư lạc nghiệp, để định hướng cho mọi người sống trong đời phải có chốn đi về. Và ông bà ta cũng có câu, sống cái nhà và cái mộ để khuyến khích động viên con cháu có mục đích. Đó cũng là mơ ước của tất cả mọi người khi ở độ tuổi trưởng thành. Bước chân vào xã hội để lao động công hiến, khẳng định những giá trị của bản thân. Ai cũng mong muốn ổn định nơi ăn, chốn ở để xây dựng mái ấm gia đình, kiến tạo hạnh phúc và có điều kiện phát triển sự nghiệp. Chính vì vậy, sở hữu một căn nhà thiết kế đẹp, sang trọng, tiện nghi luôn là mơ ước của rất nhiều người. Nhưng việc xây nhà không chỉ đáp ứng các tiêu chí về mặt thẩm mỹ, tính tiện dụng mà còn phải phù hợp với phong thủy để mang lại nhiều các lợi cho gia chủ và các thành viên trong gia đình. Nếu ai có ý định xây nhà mới, nhất định phải xem video này để tránh những điều kiêng kỵ sau đây. Vị trí xây dựng. Trước khi xây nhà, việc chọn mua đất xây nhà là việc rất quan trọng. Khi mua đất, ngoài những tiêu chí về giá cả, pháp lý, khu dân cư đông, thì bạn nên quan tâm đến vị trí của mảnh đất đó, tránh những vị trí sâu, nhà gần chùa, đền, nhà thờ, bãi tha ma, bệnh viện. Vì những khu vực này rất đông người hoạt động nên rất ồn ào vì không khí dễ bị ô nhiễm. Hơn nữa, theo phong thủy thì các khu vực này mang âm khí nhiều, ảnh hưởng không tốt cho gia chủ. Khu vực bị bao vây bởi các tòa nhà cao tầng, ít ánh sáng, có địa khí không tốt, luôn tối tăm, bạn cũng không nên mua. Để đảm bảo an toàn cho gia đình và bản thân thì bạn nên tránh xây nhà ở những nơi gần đường cao tốc và thắp điện cao thế, đường chính đâm thẳng vào nhà, hay xây nhà ở chân núi và đầu hẻm núi, vì những khu vực này rất nguy hiểm. Những dáng nhà nên tránh hình dáng ngôi nhà có hình dao, súng. Nhà có kết cấu như vậy dễ gặp tai họa, bất lợi cho người trong nhà. Nếu gặp phải trường hợp này, tốt nhất nên treo gương lồi hoặc gương lõm ở vị trí đối ứng để hóa giải. Gương lồi hoặc gương lõm có tác dụng khúc xạ, thông qua khúc xạ của gương có thể hóa sát. Nhà có hình tam giác, đa giác, hình dáng lạ, không cân đối, bị khuyết. Góc hình tam giác là ký hiệu phong thủy, có sát khí rất nặng, sẽ làm con người gặp phải nhiều chuyện thị phi phá tài, mọi chuyện đều không thuận lợi. Căn nhà phía sau ngôi nhà thì nhỏ, còn phía trước thì lớn, hay trước rộng sau hẹp, có hình dạng lồi lõm dẫn đến năng lượng của ngũ hành. Chỗ ít chỗ nhiều không thể cân đối. Kết cấu nhà. Khi thiết kế kết cấu căn nhà cần tránh những điều sau. Tường xây chân tường yếu cũng giống như nền móng gia đình suy yếu. Tường bao quanh nhà cao quá làm hỏng bố cục của ngôi nhà. Phòng ốc số phòng trong nhà liên quan đến chuyện lành dữ của các thành viên trong gia đình. Do đó cần tuân theo số may mắn để được hưởng phúc. Số phòng cần tránh chẵn, lấy số lẻ. Khi thiết kế phòng ốc trong nhà, cần chú ý phòng bên không bao giờ được cao rộng hơn phòng chính. Dù cùng một sân phòng vệ sinh không liền với bếp hoặc đối diện với bếp cửa chính, không đối diện với nhà vệ sinh, nhà bếp, phòng khách phải xuyên suốt tầm nhìn, không bị che chắn. Nếu có hai phòng khách thì diện tích hai phòng không được tương đương, phải một lớn một nhỏ. Phòng khách lớn ở đằng trước, phòng khách nhỏ ở phía sau, phòng ngủ không nên đặt bàn thờ. Phòng bếp, bếp ga không được đối diện với đầu vòi nước, không đặt bếp ở giữa hai vòi nước, không đặt bếp lộ thiên phía trước cửa nhà hoặc phía trước phòng khách, nên bố trí gian bếp ở nửa phía sau của toàn ngôi nhà. Cầu thang, số bậc cầu thang cũng được xem xét, cần tính theo các giai đoạn sinh lão bệnh tử mà đếm. Nếu bậc cuối cùng là sinh thì tốt, không nên làm cầu thang hình xoắn ốc.
Cửa cổng và cửa chính ngôi nhà quá lớn sẽ khiến của cải đội nón ra đi. Nhà tắm nhà vệ sinh nên phòng nhà vệ sinh và phòng tắm tối kỵ cao hơn nền phòng ngủ. Không nên đặt nhà vệ sinh ở trung tâm nhà. Mái nhà trần nhà không nên để mái nhà của bạn dính liền với mái nhà của nhà xung quanh. Trần nhà cũng không nên dùng tranh ảnh, họa đồ có đường nét hình vuông, đường thẳng. Mái che mưa trước nhà tránh làm hình mũi nhọn. Ngoài ra khi thiết kế kết cấu nhà bạn, không nên thiết kế nhà quá cao, tạo tâm lý bất ổn cho người trong nhà. Nên dùng gỗ có tính dương như tùng, san, mai, tránh những loại có tính âm. Thiết kế nền nhà phải bằng phẳng, không được lồi lõm. Màu sắc kiêng kỵ khi xây nhà, thiết kế tường trắng, ngói xanh. Màu tường trắng, ngói xanh đa số dùng cho những vật kiến trúc có âm tính tương đối nặng như linh đường, âm trạch, nhà kỷ niệm, không phù hợp với nhà ở thông thường. Nếu không tăng thêm âm khí trong nhà sẽ làm cho người ở có sự nghiệp không thuận lợi, vận khí suy giảm. Màu sắc lý tưởng nhất là ngói đỏ, tường trắng. Màu sắc của trần nhà phải nhạt hơn so với bốn bức tường xung quanh. Gian bếp nên quét sơn vôi màu nhạt, kỵ màu đậm. Bật mí phong thủy giúp bạn xua đuổi âm khí ra khỏi nhà. Nguyên nhân âm khí xuất hiện trong nhà có rất nhiều, thường là do ánh sáng không đủ, thực vật quá nhiều. Theo các chuyên gia phong thủy, âm khí tụ nhiều trong nhà có ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và vận thế của gia đình bạn. Dưới đây là những nguyên nhân xuất hiện âm khí và cách hóa giải. Nguyên nhân 1. Ánh sáng không đủ phòng làm việc. Phòng khách không có cửa sổ hoặc cửa sổ quay về hướng bắc làm cho không gian trong nhà không đủ ánh sáng, dương khí bị suy yếu, tạo cảm giác lạnh lẽo. 2. Trong nhà có quá nhiều thực vật có tác dụng rất tốt trong phong thủy, nhưng nếu trồng quá nhiều cây xanh trong nhà không tránh khỏi việc âm khí nặng ảnh hưởng tới sức khỏe thân thể. 3. Quanh nhà có những khu vực mang nhiều sát khí. Quanh nhà có những công trình hoặc khu vực có nhiều âm khí như nhà cao tầng che khuất ánh sáng hoặc nghĩa trang, bệnh viện, nhà xác. Những hình thế như vậy đều gây ra âm khí. Phương pháp hóa giải. 1. Chọn màu sơn tường. Chọn những màu sơn tường sáng hoặc những gam màu nóng sẽ giúp căn nhà trở nên sáng sủa và thông thoáng hơn, tạo cảm giác ấm áp, thoải mái. 2. Thường xuyên nấu cơm, âm khí trong nhà ở quá nặng thường là do hơi người không đủ lấn át. Trong đó việc nấu cơm là một hoạt động quan trọng. Việc thường xuyên bật bếp nấu cơm sẽ làm cho hơi người trong nhà tăng lên, ấm áp như mùa xuân, tự nhiên trạch khí cũng sẽ tăng lên. 3. Treo nhiều thiết bị đèn. Trong nhà nên treo nhiều đèn sáng, vừa để sưởi ấm, vừa để tăng độ sáng trong nhà. Đặc biệt là vào giờ Tý, ngày mùng 1 và ngày rằm để tăng dưỡng khí trong nhà. 4. Giữ vệ sinh sạch sẽ. Dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ sẽ giúp cho uy khí cùng âm khí biến mất. Đặc biệt, các nhà vệ sinh lại cần phải sạch sẽ gọn gàng. 5. Thường xuyên mời bạn bè tới chơi nhà. Nhân khí vượng là cách tốt nhất để làm cho dương khí nhà ở tăng lên. Nếu ở nhà một mình, sự im lặng và cô đơn tự nhiên sẽ cảm thấy nhà mình lạnh lẽo, khó chịu. Nên thường xuyên mời bạn bè, bằng hữu khách hứa tới chơi. Sự ồn ào náo nhiệt, tiếng cười đùa sẽ làm cho ngôi nhà của bạn thêm phần ấm cúng, dương khí sẽ sung túc. Cứ qua loa trong việc bố trí cây cảnh, bảo sao tài vận mãi không đến. Nhiều người có sở thích bố trí cây cảnh trong nhà để tạo không gian xanh và thanh lọc không khí. Nhưng có ai biết được rằng chỉ một lỗi sai ngớ ngẩn cũng đủ khiến cho gia chủ tán gia bại sản. Theo các chuyên gia phong thủy, trồng cây xanh không chỉ giúp vận khí của ngôi nhà tốt lên mà còn tạo môi trường sống tốt đẹp trong lành. Nhưng việc bài trí thế nào, chọn loại cây ra sao thì không phải ai cũng hiểu rõ. Dưới đây là những lưu ý vô cùng hữu ích để cải thiện phong thủy.
vị trí trước sân, ở sân vườn, hành lang thì các loại cây nên chọn đó là tre, trúc, vừa tạo không gian tươi xanh, mát mẻ, lại phù hợp với phong thủy. Cây cảnh trồng ở cửa chính. Theo phong thủy, cửa chính là bộ mặt của ngôi nhà, thể hiện cá tính của gia chủ. Đây cũng là nơi đón những dòng năng lượng chính. Vì thế, lựa chọn cây cảnh để bài trí cần cân nhắc và tìm hiểu cẩn thận, tránh những dòng năng lượng xấu tràn vào không gian trong nhà. Đối với cửa làm bằng kim loại, chủ nhà nên chọn các loại cây cảnh thân mềm dẻo, lá cây nhỏ và xum xuê. Còn đối với cửa làm bằng gỗ thì nên chọn những loại cây cảnh thân cột lớn, thẳng hình trụ, đặt ở hai bên để tạo sự cân bằng và tăng cường yếu tố mộc. Bởi mộc tượng trưng cho mùa xuân, sự tăng trưởng, phát triển. Phong thủy thực vật ở phòng khách. Phòng khách là nơi tiếp khách, quây quần của cả nhà. Vì vậy nên tạo không gian rộng rãi, thoáng mát. Chỉ cần một lọ hoa nhỏ trên bàn và cây trang trí ở góc tường là đủ, tránh việc bày biện quá nhiều các loại cây xanh trong phòng. Bốn loại hoa không nên đặt trong phòng khách là dạ lai hương, tùng bách, trúc đào và tulip. Dạ lai hương buổi chiều thường tỏa ra mùi hương, kích thích khứu giác, ảnh hưởng xấu tới huyết áp và tim mạch. Cây tùng bách tiết dầu khiến cho người cảm thấy khó chịu. Hoa trúc đào là độc tính mùi hoa, khiến trí óc thiếu tỉnh táo, trì trệ, trí lực. Hoa tulip có độc tố, tiếp xúc nhiều, dễ gây dị ứng. Hoa và cây đều phải đặt dựa theo phong thủy, phương hướng. Hành mộc ở phía đông, hành hỏa ở phía nam, hành thổ ở trung tâm, hành kim ở phía tây, hành thủy ở phía bắc. Các loại cây tương ứng với hành nào thì đặt ở vị trí tương ứng. Nếu bày sai, có thể dẫn tới suy vận, hại thân. Ban công cửa sổ. Ban công cũng là nơi đón các dòng khí, dòng năng lượng tốt. Nếu là ban công thì trang trí bằng một số chậu hoa nhỏ, treo hoặc đặt song song với tường để tăng thêm sự hài hòa cho không gian thẩm mỹ. Ở cửa sổ có thể đặt những bình hoa, hình dáng chất liệu của bình hoa cũng phải tương ứng với ngũ hành. Đặt ở phương Bắc dùng bình thủy tinh, đặt ở phương Tây Tây Bắc dùng bình hình cầu, Đông hoặc Đông Nam phải dùng bình gỗ, Nam Bộ thì đặt bình hình nón. Bình gốm thích hợp đặt ở phương Tây Nam hoặc Đông Bắc. Cây cảnh trong phòng bếp, không gian trong khu vực bếp khá ngột ngạt và nhiều loại mùi của thực phẩm. Hơn nữa trong bếp thường có nhiều đồ lặt vặt, tạo cảm giác chật chội, bức bối. Vì thế cần chọn những loại cây có tác dụng hút mùi cao, thân cột vững trải và lá to. Điều đó sẽ giúp làm cho không khí được thoáng mát, xử bớt mùi hôi. Màu sắc của cây cũng khá quan trọng, nên chọn loại cây có màu lá xanh tươi để kích thích vị giác của các thành viên trong gia đình. Mách bạn những loại tranh treo hợp phong thủy mang lại phú quý. Tranh phong thủy không chỉ làm tăng mỹ quan mà còn giúp mang phú quý cát tường vào nhà. Bên cạnh đó, theo quan niệm phong thủy, bạn cần phải quan tâm đến ý nghĩa của từng bức tranh. 1. Tranh non nước. Tranh non nước là sự phản ánh của vẻ đẹp thiên nhiên. Vẻ đẹp thiên nhiên là thứ tồn tại khách quan, được nhào nặn bởi bàn tay của tạo hóa. Con người thưởng thức tranh non nước thường kết hợp với liên tưởng của bản thân về cuộc sống cùng một ngọn núi hùng vĩ, một thác nước mềm mại, nhưng đều có thể đem đến những cảm nhận về cái đẹp khác nhau. Tranh non nước thường thích hợp để treo ở phòng khách, nhất là sau ghế sofa. 2. Tranh cửu ngư quần hội. Tranh cửu ngư quần hội miêu tả một đàn chín con cá chép đang bơi vui vẻ, bơi lội. Cửu mang nghĩa là vĩnh cửu, bền lâu. Ngư có nghĩa là vạn sự như ý. Cả bức tranh ngụ ý như ý cát tường. Hơn nữa, trong phong thủy, cá màu đỏ còn có thể vượng vận. Cho nên treo một bức cửu ngư quần hội sẽ giúp vượng vận khí của người trong gia đình. 3. Tranh hoa mai, đào. Mai vốn là những loài hoa được tượng trưng trong ngày Tết với ý nghĩa phồn vinh. Theo phong thủy, hoa mai có 5 cánh, tượng trưng cho 5 vị thần cát tường, trường thọ, phú quý, hạnh phúc, đạo đức và sức khỏe.
Hơn nữa, hoa mai là một trong bốn loài hoa quân tử, cũng là tượng trưng cho lý tưởng cao nhất trong nhân cách con người. Trong nhà treo một bức tranh hoa mai là điều cực kỳ may mắn. 4. Tranh Tam Dương Khai Thái. Ba con dê đi cùng với nhau, mỗi con một thế dương, có nghĩa là con dê cùng âm với dương khí, nên tranh Tam Dương có ngụ ý, kêu gọi may mắn tới. Treo trong nhà có thể đem đến vận may cho gia đình. 5. Tranh Hoa Đào. Hoa đào tượng trưng cho hơi thở của mùa xuân. Những bức tranh phong thủy hoa đào sẽ khiến cho không gian căn phòng của nhà bạn thêm phóng khoáng, rộng mở, hài hòa và tao nhã. Đào còn là biểu tượng của cuộc sống, là loại cây cân bằng các nguồn năng lượng âm dương trong trời đất, mang lại sự hài hòa và thành công. Treo tranh phong thủy hoa đào trong phòng khách còn mang ý nghĩa cầu may mắn, sức khỏe và thể hiện sự tinh tế, cân bằng tâm trạng con người. 6. Tranh cây tre. Trong phong thủy, cây tre không chỉ biểu tượng của trường thọ và sức khỏe, mà còn là biểu tượng của mạnh mẽ, tài lộc. Đồng thời, cây tre còn tượng trưng cho tính kiên cường, vượt qua mọi nghịch cảnh và khả năng chống chọi với sóng gió của cuộc đời. Bạn có thể treo tranh cây tre trong nhà, văn phòng để tăng cường ý nghĩa tốt đẹp lên. Đối với công việc buôn bán, khi có sự hiện hữu của cây tre trong cửa hàng thì nó sẽ tạo năng lượng rất tốt cho chủ nhân. Với ý nghĩa bảo vệ và may mắn, việc làm ăn của bạn sẽ vượt qua những giai đoạn khó khăn và ngày càng phát đạt. Một số lưu ý khi treo tranh trong nhà. Không nên treo tranh có màu sắc quá đậm hoặc quá nhiều màu đen. Những tranh như thế này sẽ khiến tâm trạng nặng nề, dễ khiến con người thiếu kiên trì, bi quan, thiếu động lực. Không nên treo tranh có hình mãnh thú hung dữ, nếu không sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của người trong gia đình. Không nên treo nhiều hơn một bức tranh trừu tượng, bởi như vậy sẽ khiến tâm trạng phức tạp, tâm lý không ổn định. Độ cao khi treo tranh nên tham khảo theo chiều cao của chủ nhân. Vị trí trung tâm bức tranh lên cao hơn 10-25cm so với tầm nhìn của chủ nhà. Khoảng cách giữa các bức tranh nên để tầm 3-5cm. Từ xa xưa, người Việt Nam luôn quan niệm nhà chính là nền tảng của một gia đình, giúp giữ gìn, bảo vệ những thành viên trong gia đình, cả về vật chất lẫn tinh thần. Nên khi xây nhà, phong thủy đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Để tránh được những ảnh hưởng không tốt cho cung mệnh gia chủ và các thành viên trong gia đình thì bạn cần lưu ý những kiêng kỵ trong khi xây nhà, mới hy vọng rằng những thông tin trên sẽ là nguồn tham khảo hữu ích để quý vị tích lũy những kinh nghiệm bổ ích khi làm nhà. Những chia sẻ trên đã khép lại thời lượng của chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.